Hello, xin chào các em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý các bài toán liên quan tới độ rộng ha. Thì đầu tiên là về cái công thức mối liên hệ giữa số mol ancol etylic với độ rộng này, thể tích rộng, rồi là khối lượng riêng của rộng ha. Thì công thức liên hệ là như thế này. Thì trong đó giải thích nhá, đây là độ rộng này, V là thể tích của dung dịch rộng. Còn đây là khối lượng riêng. Khối lượng riêng này thì người ta có thể cho là gam trên ml hoặc là kg trên lít, thì là như nhau, các bạn phải hiểu như nhau nhé. 0,8 gam trên ml có nghĩa là 1 ml nặng 0,8 gam. Vậy thì 1 lít thì nó sẽ nặng 0,8 kg, là tương ứng như vậy mà chúng ta không cần đổi đơn vị nhá. Thì các cái bài toán liên quan là phải ứng lên men, thì chúng ta có hai loại lên men là lên men glucose đấy để thu được ancol etylic và khí carbonic. Và thứ hai chúng ta lên men tinh bột. Quá trình lên men tinh bột này thì nó sẽ gồm hai quá trình, đầu tiên là cộng nước để thủy phân này để thu được glucose, rồi sau đó glucose với thủy phân được ancol etylic và CO2. Đó, chúng ta sẽ có hai quá trình như vậy. Chúng ta sẽ đến với câu đầu tiên. Câu đầu tiên nhé. Một loại gạo chứa 75% tinh bột cho 78,28 kg gạo này. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải tính được cái số mol của tinh bột đã. Là C6H10O5. Để ra là nó phải là N lần nữa các bạn. Nhưng mà khi làm toán chúng ta có bỏ chỉ số N đi. Nên sẽ bằng này. Gạo là 78,28 kg, đúng không? Các bạn nhân cho 75 chia 100, cái là nhân cho 0,75 đó, thì được khối lượng. Đó. Rồi từ đó các bạn sẽ suy được cái khối lượng nhá. Rồi các bạn sẽ suy luôn ra cái số mol của tinh bột luôn, C6H10O5 luôn. Đó, bằng cách lấy cái khối lượng đó, lấy cái khối lượng chia cho M lớn của tinh bột là 162 luôn nhá. Chia cho M lớn là 162 luôn, và các bạn bấm máy cuối cùng này. Bấm máy ha. 78,28 nhân cho 0,75. Hay thì cái là 58,71 kg ha. Các bạn chia luôn cho 162 thì được cái số mol của nó này. Là 0,3624 đi. Cái đấy vậy ha. Rồi. Chúng ta sau đó chúng ta sẽ phải ghi phương trình lên men tinh bột này. À, lên men tinh bột là C6H10O5. Rồi. Vận cộng nước và lên men. Đề bài cho cái quá trình này bị hao hụt 40%, có nghĩa là hiệu suất của phở này chỉ đạt có 60% thôi. Thì suất đạt 60% nhé. Rồi chúng ta sẽ có được 2C2H5OH. Rồi cộng với 2CO2. Thế đó bạn thay cái số mol của tinh bột vào là 0,3624. Rồi các bạn sẽ suy được cái số mol của ancol ở đây nhá. Thì số mol của ancol theo phương trình C2H5OH thì nếu mà theo phương trình phản ứng thì chúng ta sẽ có là 0,3624. Đúng chưa? Các bạn nhân cho 2, nhân cho 2 lần hệ số cân bằng số 2. Nhưng mà vì hiệu suất cho 60% thì các bạn nhân 60 này chia cho 100. Đó, thì chúng ta sẽ có được số mol của ancol etylic theo phương trình nhá, theo phương trình phản ứng. Bạn nhân 2 rồi nhân cho 0,6 là 0,4348. 4348. Rồi. Ok. Các bạn chú ý là ở đây là chúng ta sử dụng đơn vị là kg nhé. Nên nếu sử dụng lít. Bây giờ chúng ta sẽ liên hệ là áp dụng cái công thức số mol của C2H5OH này bằng công thức là DPD chia cho 100 và chia cho 46. Thì bạn sẽ tương đương ở đây, bạn sẽ có này. Số mol ancol là 0,4348 bằng độ rộ đề bài cho 40, về dung dịch thì chúng ta đang cần tính khối lượng riêng là 0,8, các bạn hiểu đây là kg trên lít luôn nhé, và chia cho 100 chia 46. Rồi từ đó sẽ bấm ra chỉ số V, V này sẽ tính theo lít. Bấm tiếp nhân 100 nhân 46, bạn chia lại cho 40 nhân cho 0,8. Đó, thì bạn sẽ có 62, 52, xấp xỉ đi,
62,52 lít. Đấy, chúng ta sẽ xong được cái câu đầu tiên trong cái bài độ rộng nha, một câu. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến câu tiếp theo liên quan tới độ rộng các bạn nha. Tiếp theo. Là câu tính ngược lại. Một câu tính ngược lại thôi. Thế đầu tiên thì bài này nó đã cho là nó cho thể tích rộng này này. Cho độ rộng, cho khối lượng riêng. Cho khối lượng riêng rồi. Thì nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta sẽ bấm được cái số mol của ancol ethylic theo công thức DVD ha, các bạn ráp vào này, D này chia cho 100 chia cho 46 và thay vào. Độ rộng là 46 này, thể tích rộng là 5 lít. 5 lít, khối lượng riêng là 0,8. Nếu bạn dùng đơn vị là lít thì là khối lượng sẽ là kg thôi nhé. Chia 100 chia 46, các bạn không cần đổi đâu nhá. Và bấm máy. Là 0,04. 0,04. Rồi, không để đơn vị là mol nhé. Rồi, sau đó chúng ta sẽ viết phương trình lên men tinh bột C6H10O5. Rồi, cộng nước và lên men. Hiệu suất của quá trình này bài cho là 72%. 2%. Chúng ta thu được ancol ethylic và cộng với CO2. Rồi, thay số mol ancol vào là 0,04 mol vào này. Đấy, thì các bạn sẽ suy được số mol của tinh bột. Đây, theo phương trình nhé, 0,04 nhân 1 chia 2 là 0,02 mol. Rồi chúng ta cứ để như thế, không đợi đến vị mol các bạn, không đợi đến vị mol. Tại vì ở trên chúng ta dùng lít mà, nên là kilomol. Rồi chúng ta sẽ suy được cái khối lượng của tinh bột là C6H10O5. Thì theo công thức là số mol nhân M lớn của tinh bột là 162. Nhưng mà vì hiệu suất đề bài cho 72% và chúng ta đang tính chất tham gia nên phải nhân 100 và chia cho hiệu suất. Và đơn vị cuối cùng của chúng ta sẽ là kg các bạn nhé. Tại vì là cái thể tích chúng ta dùng vẫn là lít này. À, lít thì đáp án chúng ta sẽ là kg. Chúng ta sẽ có 4,5 kg. Ok, như vậy là thầy đã nói xong về cái bài toán công thức liên quan tới độ rộ trong bài toán lên men các bạn nhá. Chúc các bạn ôn tập tốt.